Hello, xin chào tất cả mọi người. Bên em là Shop Công Tokyo đấy. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu giày khá là đa di năng đến từ nhà Nike. Chúng ta có thể sử dụng mẫu giày này để đi chơi, đi làm, đi bộ, vân vân. Và đây là đôi Air Max SC. Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu chi tiết đôi giày này. Về cảm quan ban đầu thì em thấy đôi giày này được thiết kế một cái phong cách trông khá thể thao với dải màu xanh, đen, xám và trắng. Phần trên của đôi giày này được thiết kế một lớp da lộn, một lớp da và lớp lưới. Phần lưới này thì sẽ giúp cho đôi giày trở nên thoáng khí hơn và sẽ giúp cho tạo cho chúng ta một cảm giác khá là thoải mái, nhưng mà cần sử dụng để đi cả một ngày dài. Phần dưới là một lớp đế cao su kèm một lớp xốp ở giữa. Điểm đặc biệt của đôi giày này thì được thiết kế E, là cái thiết kế này ban đầu được sử dụng trên các cái đôi giày thể thao chạy bộ mà đã được tích hợp sử dụng trên đôi này, khá là đặc biệt. Ta có thể nhìn xuyên qua này. Mọi người có thể nhìn tổng quan đôi giày ở đây. Sản phẩm bên em thì là sản phẩm được order chính hãng tại Nhật nên là sẽ có tem tag đầy đủ như thế này. Mọi người có thể yên tâm khi mà mua hàng bên em. Nếu như mọi người có nhu cầu đặt những cái đôi giày đa di năng như thế này thì có thể liên hệ với cả bên em qua đường link ở bên dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người đã chú ý đón xem.